tròn vuông tròn, méo vuông tròn méo, méo tròn méo, tròn méo vuông vuông, méo vuông tròn, vuông méo tròn vuông, vuông méo vuông tròn, méo méo tròn. Buổi chiều đạp xe trên đường, Quyết phải một cô em tóc dài đang ngồi bên quán cóc ven đường ăn trứng vịt lớn. Định thân sau pha va chạm, nhìn chiếc xe đã nát bươm, ngó đằng xa thấy cô gái đang ngã lăn lộn, lăn lộn. Lại gần hỏi thăm cô nàng, nàng vội nhăn nhó kêu lên, không bị đái anh ơi, nhưng mà hơi đau đít, đau đít. Đành dìu nàng vào bệnh viện rồi nhờ bác sĩ khám cho, chắc là đau nên khám rõ lâu, mất cả buổi, cả buổi. Thở phào sau khi khám xong, thì ra nàng đang bị trĩ, chỉ cần uống thuốc mấy hôm thôi là đủ, là đủ. Cười cười hỏi em tên gì, nàng xưng tên Vũ như mướp, thấy mình duyên em mon men làm quen dần dần, dần dần. Nhìn nàng cũng giống như hàng, bảo cô họ Vũ từng quen, đều được cái cao to đen hồi. Thôi mà, thôi mà. Đeo nàng về đến tận nhà, rồi bị em tán từ đó, thế rồi cũng thoát kiếp em à, hết ơ lôn, ơ lôn. Được một thời gian sau thì bụng em đã rớt vĩ đai, cũng đành thôi để cho duyên trời giao phó, giao phó. Từ ngày làm dâu nhà mình, nàng vẫn quen thôi nói linh, tình trung tâm của những phi vụ, cãi lớn, cãi lớn. Giờ thì cả lãi lẫn vốn vào tay cô em họ Vũ, giá ngày xưa ta lừa xong rồi, đã đít, đã đít. Chuyện tình của tôi như vậy, chuyện nhạt nhưng cũng khá dài, nếu mà nghe kỹ cũng thấy rằng hay ra phết, ra phết. Giờ thì bài cũng hết rồi, một chàng vỗ tay cô Vũ, chớ vì những chỗ gây hiểu lầm mà cài lộn, cài lộn.